Rồi đây để giới thiệu cho bạn nào chưa biết về cái chỗ của mình bán cá, thì cái địa chỉ của mình bán cá là 99/11 Nguyễn Phú Đàm. Thì tới đây các bạn có thể thoải mái lựa chọn tất cả các loại cá, cũng như là bên mình thì chuyên cá bay màu. À, để bật đèn cái nút bạc lên cho các bạn xem. Đó, cái nút bạc. Xịn không? Mình đã trang bị cái nút bạc cho nó luôn nè, không? Đây, từ từ để bật đèn cá bay cá full gold lên đã. Đó. Đó, full gold. Thì bên mình cung cấp các dòng cá bảy màu cũng như là beta. Rồi ok, để đi vào vấn đề chính nha. Các bạn có thấy những cái hũ xô keo cá beta của mình không? Như nó đã bị gọi là giống như là nó thời gian nó bị xuống cấp á. Rồi với lại một phần mình chưa kịp thay nước. Thì hôm nay khi mà mình quyết định mình ra tay mình thay nước cho tụi nó, thì mình cũng mua thay đổi cái hũ nhựa mới luôn. Đây nè, thì khi mà thay đổi cái hũ nhựa mới thì nó sẽ khoác lên một cái màu áo mới các bạn nha. À, ok, mình khoe cái này, mình khoe cái dây đèn. Cái này là cái dây đèn các bạn nha. Nhưng mà dây đèn nhưng mà lại sử dụng là đèn led cứng. Ngộ không? Thường các bạn biết dây đèn á là nó mềm. Còn cái này là cái đèn led cứng nè. À, mình xài hũ cá bằng cái đèn led cứng á, nhưng mà khi mà làm cái dàn kệ beta này á thì mình làm biến đóng cái kệ ngoắt ở trên để gắn mấy cái đèn nhựa cứng vô. Mà bây giờ mua cái đèn mà nhựa mềm á thì nó không sáng. Mình quyết định là mình bắt đầu mình treo sợi dây. À, đây nè, các bạn thấy sợi dây cứng không, sợi dây dù không? Mình treo từ đầu này, mình treo luôn tới đầu đằng kia luôn. Mình treo vô cái kệ đằng kia. Cái mình bắt dây đèn nó nói. Ô, vậy mà hiệu quả mấy không? Vừa dễ làm mà vừa hiệu quả nữa, nó không có bị trùng, nó không có bị quằn xuống nhiều quá không, tại vì cái đèn này nó quá nặng, cái đèn này nó quá nhẹ đi, thành ra là đẹp tuyệt đối đó, mà dễ làm nữa. À, rồi đây, ở dưới đây nhiều bạn hôm nay cứ hỏi cá rồng đâu, cá rồng chưa có nhưng mà có con cá này được không. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là con cá la hán, mà nhiệm vụ của nó là hay ăn xác cá bay màu chết. Đây, ngày xưa thằng em mình nó cho mình cái con này, không phải là mình mua nha mấy bạn nha. Ngày xưa thằng em mình nó cho mình con cá này, lúc đó có 2 ngón tay thôi, nó xíu à. Nó nói là anh nuôi giùm em, không mấy em quăng cống cũng vậy. Thì mình thấy tội quá, thôi mình mới giữ mình nuôi. Mà mình nuôi đôi khi mình cũng đâu có nhớ mua thức ăn cho nó ăn đâu, tại vì cá bên nhà cá bị màu không à. Cái bắt đầu có mấy cá bị màu bị bệnh chết cho mình quăng cho nó ăn, mà quăng cho nó ăn chứ nó lớn như vậy luôn các bạn thấy không. Nó hung dữ kìa. Đó. À. Ê, ui. Đó. Ui. Đó. Các bạn thấy nó hung ghê không? Nè, còn cái hồ cá rồng hồi trước mình set up cái hồ 2m nè. Thì nhiều bạn, mình có đọc comment của nhiều bạn, các bạn nói sai nguyên lý, rồi các bạn nói hồ không nuôi được, các bạn nói ABCDXYZ. Thì đây cho các bạn xem, nước rất là trong luôn các bạn nha. Nước rất là trong luôn, tại vì á cái này mình kinh nghiệm mình lấy bên cá coi qua, có nghĩa là cái hồ này nó chỉ có 400 khoảng 400 lít nước thôi, nhưng mà cái hệ lọc của mình là đủ cung ứng cho khoảng cỡ 5 khối nước, có nghĩa là cái máy lọc của mình làm cho 5 khối nước lận, chứ không phải là làm cho 400 lít nước, nên thành ra cái quá trình nó lọc nó quá nhiều, nên thành ra là nước sẽ rất là trong các bạn hiểu không. Thêm kẹp thêm đèn UV nữa, kẹp thêm đèn UV dưới đây nữa thì nước các bạn sẽ trong cực kỳ trong luôn. Rồi, kế bên đây là cái hồ cá sấu của mình nè. Trên đây là lá bàn này mình bán nha mấy bạn nha, 100g 30.000. Nhiều bạn nói mắc mỏ thì các bạn có thể tự đi lượm. Còn này mình bỏ công mình đi lượm nên mình sẽ bán, mình kiếm tiền mình nuôi vợ con mình. Đó, cá sấu. Mới cho nó ăn no rồi, bây giờ nó nằm nó phơi nắng thấy chảnh chọe không? Ghét không? Đó. Lâu rồi không có cái clip nào cho cá sấu lên TV hết ha. Này cho cái clip nhẹ nhẹ cho cá sấu lên TV. Thì cũng không có cái chủ đề gì, nó chỉ nằm đó rồi nó ăn rồi nó ỉa. Nó làm gì đâu mà quay nó nhiều đó. À, giờ ở dưới đây là cá bảy màu, cá full gold. Này các bạn có mình tận dụng
cái cây đèn này là mình cây đèn mình chế nè, có nghĩa là cái cây này là cái cây của cái giống như là cái điện thoại kẹp iPad đi coi tivi á, coi mạng á. Rồi cái đèn này là cái đèn đèn pha bóng 10W, thì mình mua bóng màu vàng mình kẹp vô để mình rọi full gold đó. Nhiều bạn cứ hỏi mình full gold làm sao cho đẹp á. Full gold các bạn phải đánh đèn, các bạn phải đánh đèn màu vàng, đèn sáng thiệt sáng luôn, thì cái con full gold nó mới lên hết được cái màu của nó. Đây là full gold gít bông các bạn nha, full gold gít bông. Còn bên này là full gold thường, bên này là full gold thường. Khi các bạn quơ đèn qua cái trúng cái lưng của nó, cái con full gold nó sẽ lên sáng cái lưng lên liền. Rồi thì cái này là cái thùng đựng hũ, bây giờ mình sẽ khui cái thùng đựng hũ. Còn cái thùng bên đây á, là coi ca bắt cộng nè, có cối tem nè. Thì cái thùng này bên mình giao sỉ, bên mình bỏ sỉ cho cửa hàng về bán. Cái chai này là chai cái loại chai 100ml, thì bên mình bỏ sỉ cái loại chai 100ml với lại bỏ sỉ cái chai 1 lít. Cái này để giúp cho cá nó ăn nó dễ tiêu hóa, nó không có bị bệnh bậy á các bạn hiểu không. Và ở đây là 250 chai, một cửa hàng ta lấy 250 chai về người ta bán. Cái này mình giao hoài ha, cứ một hai ngày lại 200 chai 300 chai vậy đó, cứ người ta cứ lấy về bán hoài. Cái này bán chạy giờ bán chạy. Ok, bây giờ mình sẽ để camera lại để mình khui cái này cho các bạn xem. Đó. Nói nghe tên lạ nhưng mà thật ra nó rất là quen. Đây. Đó, thấy ngon không? Rất là ngon. Mình thấy, nói chung là mình thấy cái hũ này mình thấy mình thích. Nhìn nó trong mà nó cứng, mà nó lịch sự nữa. Có thể là mình sẽ sử dụng lại cái nắp nhôm này luôn. Mình sẽ khoét lỗ trên đây, mình sẽ khoét lỗ trên đây, mình bỏ cá vô xong mình để nắp lại, rồi mình cho ăn. Mình cứ thọt ở trong đây thôi, nhìn nó cái hũ nó sẽ lịch sự hơn so với cái việc mà các bạn tháo cái nắp ra. Khi mà các bạn tháo cái nắp ra nhìn nó vớ va vẩn nhìn nó vớ vẩn đúng không, mình cũng thấy vớ vẩn mà hả, nhìn nó vớ vẩn mà đẩy cái nắp nhôm lại nhìn nó sang liền. Cái nắp này thì nó của cái hộp này thì nó cũng ngang ngửa cái hộp trắng các bạn, nó ngang ngửa cái hộp màu trắng vuông của nhựa duy tân một lít á, nó giá tiền nó bằng nhau. Nhưng mà cái hộp này nhìn hộp tròn, nhìn lịch sự hơn nhiều. Ok các bạn, thì mình sẽ làm cái công đoạn tiếp theo. Đó chính là mình sẽ đục một cái lỗ ở trên cái nắp này. Mình tìm được ở ngoài tiệm điện nước là một khoan lỗ sắt phi 35. Hết rồi các bạn, phi. Mình hỏi phi có phi nào lớn hơn ở đó thì họ nói phi 35 là lớn nhất rồi. Rồi, phi 35 cũng được. Bây giờ tiến hành khoan lỗ. Rồi. Vậy thôi. Đó. Hơi méo. Khoan hơi lệch một bên các bạn ha. Ok, rồi công đoạn tiếp theo là dẫn nắp vô. Rồi, công đoạn tiếp theo nữa là thay vì người ta sẽ ví dụ như để hai cái hũ ở kế bên nhau, hai hũ ở kế bên nhau thì người ta sẽ có một cái miếng người ta che khúc này lại. Nhưng mà ở đây mình muốn tiết kiệm thời gian và cũng như là mình đã sử dụng cái miếng đó rồi, mình thấy hơi bất cập đó là nó hay rớt ra ngoài, nên thành ra là mình che theo kiểu này, là mình mua băng keo giải. Đây băng keo giải ha, băng keo giải đây nè. Rồi mình dán vô, mình dán vô trong cái hũ luôn, dán trực tiếp vô trong cái hũ luôn.
Giờ dưới đây mình chỉ cần xé thôi, xé toàn là xong. Đây, ở đây mình có dán rồi nè, không? Hai miếng dán, hai miếng vô. Dán hai miếng vô là chúng ta sẽ có một cái mặt bên đây chúng ta che lại. Chúng ta che lại rồi con cá nó không có thấy con cá kia. Đó, rồi bây giờ mình sẽ nhân rộng cái hũ này ra làm thành mấy chục hũ luôn. Và sau đó mình sẽ thay nước cá các bạn nha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành thay nước cho cái bằng cá beta này nha các bạn nha. Và mình sẽ show cá cho các bạn xem chơi rồi. Rồi. Ok, để bỏ máy lên chân nè. Ê, nhân dịp thay nước cá nè, mình chơi thử cái này, mình bỏ vô hết trong mình bỏ hết cá trong đây vô trong cái hũ này thử coi để nó như thế nào các bạn nha. Bỏ vô mình nhanh, mình đổ ra nhanh thì nó không sao hết á. Ủa các bạn coi nè, xịn ghê không? Nhìn đẹp ghê ta. Đó, nó làm cành đào không? Đậy cái nắp lên thử coi nó chiếu sáng được bao nhiêu phần trăm các bạn nha. Ồ, cũng sáng nè chứ. Đậy nắp lại nè. Đó. Ngon lành cành đào không? Đó. Các bạn tuyệt đối không nên làm này nha, để nuôi chung nha. Đây là mình thả vô, mình show chơi cho vui thôi. Là mình lại bỏ ra liền, bỏ vô từng keo để mấy loại chứ họ nó đá banh đuôi hết luôn á. Ok, thả ra thôi nè. Ok các bạn, thì xong rồi nha các bạn nha. Mình đã đổi từ cái ly trà chanh qua một cái hũ nhựa nắp nhôm như này. Các bạn thấy đẹp thật sự, mình cũng thấy đẹp thật sự. Không biết là trên thị trường có ai sử dụng cái này để bỏ beta chưa, chứ mình thấy mình kết cái hũ nhựa này ghê luôn.
nhìn ra nè các bạn, nhìn nó đều chân mà nó nhìn nó lịch sự sao á nè. Còn cái công dụng nè cho của cái miếng đen đen này nè, do các bạn dán keo lên nha, khi mà các bạn muốn cho nó sừng cái bắt đầu cho bạn quay qua thôi, nó không có bị lạc mất cái miếng ở dính giữa này, cũng như là nó không có bị nhiều khi nó rớt xuống đó các bạn. Đó, các bạn chỉ xoay vậy thôi đó, hợp lý không? Này mới thay nước thành ra nó chưa có sừng, với lại nó đang đói. Ok, thì bạn nào thích cái cá trong clip của mình, các bạn có thể đến số 99 sừng 11 Nguyễn Cú Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Đây là nơi mình nuôi cá và bán cá. Thì các bạn đến đây các bạn có thể tự do lựa chọn những chú cá trên kệ đây. Nó còn một mớ nữa ở ngoài sân cho mình sẽ chắc lên sau. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nếu các thấy video này hay, nhấn like, share, comment và đừng quên để lại cho Nguyễn Phát một cái đăng ký các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.